Dù đã bị đưa vào danh mục cấm nhập khẩu, thế nhưng tôm hùm đất, một loài động vật ngoại lai nguy hại vẫn được chào bán công khai trên mạng xã hội và một số chợ đầu mối hải sản trong nước. Tại khu vực phía Nam, có hay không có tình trạng kinh doanh sản phẩm này? Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Chợ Xóm Lưới, thành phố Vũng Tàu là địa điểm chuyên kinh doanh các loại hải sản cá tươi sống và chế biến sẵn, phục vụ người dân địa phương và du khách. Ghi nhận thực tế cho thấy, có rất nhiều loại tôm hùm được bán tại đây, nhưng tuyệt nhiên không có tiểu thương nào kinh doanh tôm hùm đất. Bán tôm hùm này không à? Hùm bông với hùm bình thường, hùm của Việt Nam mình không à? Còn hùm đất là cái hùm nhỏ nhỏ xíu phải không? Không có, thấy ai bán đâu. Đó, anh đi tham quan thử đi, đâu có ai bán. Chợ hải sản phường 1 có khoảng 20 tiểu thương kinh doanh hải sản tươi sống và sản phẩm khô đóng gói, nhưng hầu hết đều từ nguồn đánh bắt của ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu, không có sản phẩm nhập từ bên ngoài. Chủ yếu là thực phẩm từ biển vào, phơi khô, buôn bán thôi, chứ không có nhập từ nước ngoài vào. Ngay sau khi có thông tin lực lượng chức năng trong nước phát hiện, xử lý các trường hợp kinh doanh tôm hùm đất bất hợp pháp, Ban Quản lý các chợ chuyên kinh doanh hải sản trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn hàng kinh doanh trong chợ, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân không kinh doanh, tiêu thụ hải sản ngoại lai này. Luôn luôn là bán những cái hải sản từ tươi đến khô đến mực nắng là đều có rất rõ nguồn gốc và truy xuất được nguồn gốc được rõ ràng. Và tôi cũng khuyên bà con là không nên mua bán những cái loại mà không có rõ ràng, nguồn gốc nó không rõ ràng. Và cái loại mà tôm hùm đất như anh nói là tuyệt đối ở chợ hải sản Vũng Tàu là không có bán. Tổng cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu các đơn vị hải quan tại các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu mặt hàng tôm hùm đất, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn đối với các hành vi vận chuyển trái phép các mặt hàng này vào Việt Nam. Hiện nay trên địa bàn xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên tiếp tục xảy ra tình trạng thủy sản nuôi gồm có tôm hùm và cá bị chết đột ngột với số lượng lớn. Đây là lần thứ hai trong năm nay xảy ra việc này, khiến cho người nuôi thủy sản thiệt hại hàng tỷ đồng. Cụ thể, Phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu cho biết, từ 22 đến 24 tháng 6, tôm hùm và cá nuôi tại xã Xuân Cảnh bị chết hàng loạt. Theo thống kê chưa đầy đủ, lượng tôm hùm thịt bị chết là khoảng 1,7 tấn. Lượng tôm hùm từ 1 đến 2 tháng tuổi chết hơn 6.000 con. Cá nuôi các loại chết hơn 44,7 tấn và ước tính thiệt hại là hơn 7,3 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã hướng dẫn cho các địa phương có nuôi trồng thủy sản, tăng công tác quản lý vùng nuôi, có biện pháp phù hợp để tuyên truyền hướng dẫn người nuôi thực hiện các quy định về quản lý nuôi trồng thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên đã kiểm tra và nhận định, nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do thời tiết nắng nóng, hàm lượng oxy hỏa tan rất thấp kéo dài, dưới ngưỡng chịu đựng của các loài cá nuôi. Mật độ lồng nuôi quá dày, nhiều bè nuôi nhuyễn thể để làm thức ăn cho tôm hùm, gây cản trở nước lưu thông và tiêu thụ nhiều oxy vào ban đêm, dẫn đến thiếu oxy cục bộ. Thưa quý vị, sau một năm triển khai mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao trên vùng biển Hở ở xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đã mang lại hiệu quả cao, là cơ sở để nhân rộng ra các vùng nuôi trong tỉnh này. Và đây cũng là bước tiến quan trọng trên đường phát triển nuôi biển công nghệ cao hướng ra xa bờ của tỉnh Khánh Hòa. Mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao trên vùng biển Hở, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh. 10 hộ dân nuôi biển có tổng cộng 16 lồng tròn HDPE. Các hộ dân đã được tài trợ hệ thống camera giám sát dưới nước, hệ thống định vị trên biển, giám sát từ xa 24/7 trên mọi thiết bị điện tử. Sau một năm triển khai, năng suất, sản lượng, lợi nhuận cao hơn so với nuôi theo kiểu truyền thống. Lúc đầu thì nuôi bằng cái môi trường truyền thống, nuôi bằng bè gỗ, thì nó cái thao tác vận hành nó khó khăn hơn. Từ khi mà nuôi lồng HDPE đến bây giờ và sau một vụ dụ thì cái thao tác vận hành và cách chăm sóc nó thuận tiện hơn, nó dễ dàng hơn. Nuôi ké bóp nhưng mà lồng HDPE là IC luôn, không có cái gì mà phải bàn cãi nữa. Khi ra đây là lồng đó là tuyệt đối an toàn. Việc thí điểm nuôi biển công nghệ cao trên vùng biển Hở, xã Cam Lâm, thành phố Cam Ranh là bước đi trong quá trình cụ thể hóa đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao tại tỉnh Khánh Hòa đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ chuyển đổi 100% lồng bè nuôi truyền thống sang nuôi lồng HDPE và nuôi công nghiệp vùng biển xa bờ ứng dụng công nghệ cao. Để Thủ tướng sớm phê duyệt cái đề án nuôi biển công nghệ cao với các cái chính sách thật sự là đặc thù. Thứ nhất
là Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét nghiên cứu cái quy định hỗ trợ vốn ban đầu cũng như hỗ trợ lãi suất để cho ngư dân chuyển đổi từ cái lồng bè truyền thống sang lồng bè kỹ thuật cao dùng cái công nghệ HDB. Khánh Hòa có chiều dài bờ biển là 385 km. Đây là lợi thế rất lớn. Và Khánh Hòa đã đi trước, đã tổ chức cùng với Vingroup xây dựng và chế tạo những cái lồng không khác là Na Uy. Thế mà chúng ta biết rồi, trong cái thời gian vừa qua đã tổng kết lại cái hiệu quả của nuôi cá giò, cá hồng, rồi tôm hùm, nhuyễn thể đưa lại hiệu quả rất cao. Thành công của mô hình thí điểm này là cơ sở quan trọng để tỉnh nhân rộng mô hình nuôi biển công nghệ cao trên vùng biển hở theo nghị quyết của Trung ương về phát triển tỉnh Khánh Hòa. Ngày 27-28 tháng 6 diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước tương đối thuận lợi cho thí sinh. Thế nhưng cũng cần lưu ý, mưa dông có thể xảy ra vào đầu giờ sáng. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thời tiết các địa phương chủ yếu, ban ngày trời nắng, chiều tối và sáng sớm có mưa rào. Trước các buổi thi, các bậc phụ huynh nên nhắc nhở thí sinh cần chủ động đến địa điểm thi sớm hơn, chuẩn bị ô áo mưa trước khi ra khỏi nhà, mang nước uống đầy đủ, đảm bảo sức khỏe tốt, tránh bị sốc nhiệt. Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đề nghị các địa phương cần có phương án cụ thể để sẵn sàng ứng phó, đảm bảo cho thí sinh đến điểm thi an toàn, rà soát kỹ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của điểm thi, chủ động tham mưu với ban chỉ đạo thi để xử lý các tình huống phát sinh do mưa lũ, không để trường hợp thí sinh không dự thi được do mưa lũ sạt lở đất. Thưa quý vị, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Yên Bái, Lào Cai đã có mưa lớn trong 2 ngày vừa qua, gây thiệt hại về nhà và tài sản của người dân. Và chính quyền các địa phương cũng đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra nhằm sớm ổn định cuộc sống. Tính đến trưa ngày 26 tháng 6, mưa lớn kèm theo dông đã làm sập đổ, hư hỏng 37 ngôi nhà ở Yên Bái, trong đó 3 nhà sập đổ, hư hỏng nặng tại huyện Văn Yên và Văn Chấn, 14 ngôi nhà bị sạt lở ta luy tại huyện Trấn Yên và Văn Yên. Cùng với đó, tuyến tỉnh lộ 175, tuyến khe hóp đi khe Lóng 2, khe Lóng 3, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên có nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. Đường giao thông tại nhiều xã trong huyện Trấn Yên và Văn Chấn bị sạt lở, ngập nước cục bộ. Còn theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lớn kèm theo dông lốc 2 ngày qua gây ảnh hưởng, thiệt hại về công trình, nhà ở và sản xuất nông nghiệp của nhân dân một số địa phương như Sapa, Bắc Hà, thành phố Lào Cai, Bát Sát, Văn Bàn. Mưa lớn khiến 17 ngôi nhà tại thị xã Sapa, thành phố Lào Cai bị sập đổ hoàn toàn. 20 ngôi nhà tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai bị ngập úng cục bộ, hư hỏng một số thiết bị vật dụng gia đình. Quốc lộ 4D, địa phận phường Ô Quý Hồ bị sạt lở ta luy dương, một số tuyến đường tỉnh lộ bị hư hỏng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho người dân, đồng thời duy trì công tác ứng trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các thôn bản để chính quyền, người dân biết chủ động phòng tránh.